Trong thời đại Internet phát triển như vũ bão, ai cũng có cơ hội trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Để được nhiều người biết đến, không ít người đã làm mọi cách, thậm chí là phạm pháp hay tự làm hại bản thân mình. Trong thời gian gần đây, một hot TikToker ở Indonesia có tên Anggun đã trở nên nổi tiếng vì ăn những thứ khó nhằn, chẳng hạn như ớt, muối, vân vân. Vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, hot TikToker này đã chấp nhận lời thách đấu của một cư dân mạng. Cụ thể, anh chỉ cần ăn một lúc 4 gói muối và nhận được khoản tiền thưởng lên tới 13.000 tệ, gần 46 triệu đồng. Đoạn video cho thấy đặt trên bàn ngay trước mặt Anggun là 4 gói muối và một sấp tiền mặt. Nhận được thử thách, anh chàng nhanh chóng đổ 4 gói muối ra đĩa rồi dùng thìa xúc từng ít một bỏ vào miệng. Ban đầu, chàng hot TikToker có vẻ khá bình tĩnh, không hề cảm thấy mặn hay khó ăn gì. Tuy nhiên, khi lượng muối ăn cho vào miệng càng nhiều, mặt của chàng trai bắt đầu nhăn lại, mắt nhắm tịt. Sau đó anh chàng bỏ cả thìa, trực tiếp dùng tay bóc muối bỏ vào miệng, cố gắng hoàn thành thử thách càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, hot TikToker cũng ăn xong đĩa muối và cầm số tiền trên bàn đi. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của hot TikToker này. Một số người bình luận, chỉ nhìn thôi đã thấy mặn rồi, vậy mà anh ta dám nuốt thẳng vào bụng, thận và tim của anh liệu có ổn không? Đừng bất chấp sức khỏe chỉ vì tiền hay sự nổi tiếng, sao có hối hận cũng không kịp đâu. Tôi đoán anh ta sẽ phải nhập viện sớm nếu cứ làm những thử thách kiểu như thế này. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Anggun quay video ăn muối, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta ăn một lúc 4 gói muối. Trước đó, anh ta còn thường xuyên quay video ăn cả đĩa ớt với nhiều loại ớt khác nhau khiến nhiều người kinh sợ.